Hai sao nam bị tố kém lãng mạn dù cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đáng ghen tị. Không có thói quen thể hiện tình cảm hay làm những điều lãng mạn cho người phụ nữ của mình đã khiến các sao nam này phải mang mác người đàn ông khô khan của showbiz. Lý Hải Văn Anh, hai sao nam bị chính bà xã bóc mẻ là mẫu đàn ông kém lãng mạn khô khan. Khi tham gia một chương trình truyền hình mới đây, bà xã Lý Hải Minh Hà đã thẳng thắn cho biết cô ghét nhất ở chồng cách nói chuyện cọc lốc và lúc đói thường cọc cằn xấu tính. Dù hiện tại cặp đôi đã có với nhau 4 nhấp tì xinh xắn, nhưng Lý Hải thú nhận anh chưa bao giờ làm điều gì lãng mạn cho vợ. Lý giải cho sự khờ khạo ấy, Lý Hải chân thành, Hải dẫn vợ đi ăn rồi nên nghĩ cũng không cần tặng quà. Nam ca sĩ kim đạo diễn cũng chia sẻ đã đưa tiền cho vợ cất giữ hết nên muốn tặng cũng không được. Lý Hải Minh Hà hiện đã có với nhau 4 nhấp tì xinh xắn, cả hai vừa cùng nhau chăm sóc con, vừa tập trung cho các dự án nghệ thuật và kinh doanh. Được biết, để nên duyên vợ chồng với Lý Hải, Minh Hà đã tập từ bỏ những hào quang của riêng mình. Thay vì đi học xa, cô quyết định vừa chăm con, vừa lấy bằng tiến sĩ ngành luật thương mại quốc tế bằng cách du học từ xa. Minh Hà cũng phải nhiều lần đấu tranh tư tưởng vì công việc của cô và Lý Hải khiến cả hai như ngu lan chức nữ. Nếu Minh Hà làm việc trong giờ hành chính thì Lý Hải ra khỏi nhà vào lúc 6 giờ tối rồi trở về vào 2 giờ đêm. Thế nhưng Lý Hải luôn cố gắng dành tất cả thời gian cho gia đình. Thậm chí anh ấy còn xin chơi với con hơn Hà. Dù bận rộn nhưng 4 lần sinh con, anh Hải đều luôn ở bên cạnh Hà. Minh Hà bộc bạch thay cho lời tố chồng khô khan. Dù kém lãng mạn và khô khan cọc lốc nhưng Lý Hải vẫn có cách để hâm nóng tình cảm với bà xã Minh Hà. Với Văn Anh, nam diễn viên cũng từng bị bà xã nữ diễn viên Tú Vi chia sẻ trước truyền thông rằng anh không phải là người lãng mạn. Văn Anh không phải là người lãng mạn, nhưng anh ấy nhẹ nhàng tinh tế và mang đến cho Vi cảm giác bình yên mỗi khi bên cạnh. Và đó cũng là điều Vi cần trong cuộc sống. Vi cần sự bình yên và cảm giác an toàn. Vi đã lớn rồi nên không quan trọng vấn đề lãng mạn lắm, Tú Vi cho biết. Không những thế, Tú Vi còn tiết lộ, cô từng rất tức giận với tật sống của Văn Anh mỗi khi cả hai cãi nhau. Hồi mới quen nhau, đang cãi nhau qua điện thoại, tôi bỗng thấy Văn Anh im re, không đáp trả gì. Gọi điện thoại thì anh bảo đang nhắn tin mà ngủ quên mất. Lúc ấy tôi tức điên lên và không làm được gì cả, Tú Vi nói. Luôn được biết đến với những hình ảnh ngọt ngào, hạnh phúc và cả loạt câu nói ngôn tình trong đám cưới, nhưng ít ai ngờ Văn Anh lại không phải người đàn ông lãng mạn với Tú Vi. Tuy nhiên, chính nhờ tình yêu chân thành và sự ăn ý đồng điệu, nên Tú Vi, Văn Anh đã có cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc. Mặc dù hiện tại cả hai đều bận rộn lo cho các dự án nghệ thuật, còn chưa tính đến chuyện sinh con, nhưng vẫn dành thời gian hâm nóng tình cảm. Sau 2 năm bị Miu từ hôn, thiếu gia Phan Thành đang yêu hot girl danh tiếng. Nghi vấn thiếu gia Phan Thành đang hẹn hò với hot girl xinh đẹp Xuân Thảo khiến cư dân mạng xôn xao. Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước nghi vấn thiếu gia Phan Thành đã có tình mới sau 2 năm chia tay với Miu. Nguyên nhân bắt nguồn từ hình ảnh thiếu gia Xài Thành đăng tải lên trang cá nhân. Trong đó anh đang ôm một cô gái giấu mặt và để dòng caption vô cùng ngọt ngào, anh mơ. Ở phần bình luận, rất nhiều bạn bè của Phan Thành đã like và gửi lời chúc mừng đến anh. Khi một người bạn hỏi thiếu gia Xài Thành rằng anh mơ về đại dương xanh, anh đã trả lời mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Ngay lập tức, cư dân mạng đã bắt tay đi tìm danh tính của cô gái bí ẩn kia. Không lâu sau, các Naizen đã phát hiện ra trang cá nhân của hot girl Trương Minh Xuân Thảo có nhiều dấu hiệu đáng ngờ. Đó là Xuân Thảo cũng đang hình ảnh được một chàng trai giấu mặt ôm. Đặc biệt, tay của chàng trai nọ còn đeo một chiếc đồng hồ giống hệt chiếc đồng hồ mà Phan Thành đang sử dụng. Hiện tại hot girl đã gỡ hình ảnh này xuống. Bên cạnh đó, trên Instagram, Xuân Thảo từng đăng một đoạn clip cô đánh piano. Vài hôm sau, Phan Thành cũng chia sẻ lại đoạn clip này trên Facebook của anh kèm dòng caption: anh muốn hỏi em rằng chúng ta sẽ như thế nào? Xuân Thảo là hot girl khá nổi tiếng trong giới trẻ. Cô từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp và đạt được một số thành tích như Top 10 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012, Người đẹp khả ái và Người đẹp ảnh Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012, Top 15 Người mẫu ảnh và Top 4 Phần thi trang phục biển Hiệp hội Người mẫu và Tài năng quốc tế năm 2008 tại New York. Xuân Thảo là con gái của hiệu trưởng trường phát triển cá nhân và đào tạo tài năng John Robert Power tại Việt Nam. Hiện tại cô đang làm quản lý tài chính tại trường và quản lý một trang YouTube riêng.
Con trai Hoài Linh sống tại Mỹ có sở thích tốn kém đến như này. Con trai Hoài Linh, kỹ sư của hãng hàng không American Airlines, lại có sở thích mà ai cũng khao khát có được. Con trai của nghệ sĩ Hoài Linh, tên là Võ Lê Thành Vinh, hiện đang sống ở bên Mỹ. Trong ảnh, con trai Hoài Linh sung sướng khoe khoảnh khắc khám phá thủ đô Paris. Hồi tháng 6 vừa qua, chàng trai sinh năm 1990 đã được hãng hàng không American Airlines nhận vào làm việc với vị trí kỹ sư. Dư luận thường ví von Thành Vinh như một thiếu gia với cuộc sống màu hồng đáng mơ ước. Song con đường của chàng trai này không dễ dàng như suy nghĩ của đám đông. Anh tâm sự trước đó, anh đã gửi hàng trăm lá đơn đi xin việc ở khắp nơi. Thành Vinh chia sẻ, công việc mới giúp anh thỏa mãn niềm đam mê du lịch. Anh có thể đến bất kỳ nơi đâu của hãng hàng không American Airlines mà không bị giới hạn về số lượng, lại còn được đưa ba mẹ, vợ con hoặc bạn gái đi cùng. Anh có niềm đam mê lớn đối với việc đi du lịch. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên đăng những khoảnh khắc hạnh phúc khi được khám phá những vùng đất mới. Ở tuổi 27, Võ Lê Thành Vinh tâm sự, đã đến lúc anh phải sống chậm lại. Vì những năm tháng qua, anh mải miết theo đuổi ước mơ, không có thời gian cho gia đình, người thân và cả chính mình. Anh bảo mình cần sống chậm để cảm nhận được yêu thương, để chia sẻ với mọi người, bởi cuộc sống vốn đã rất mong manh. Thành Vinh sung sướng khi khám phá khu rừng quốc gia tại Alaska của Mỹ. Phản ứng bất ngờ của Công Vinh khi Thủy Tiên muốn có vài trăm tỷ trong tài khoản. Thủy Tiên, chỉ cần là nhạc thì nhạc gì Thủy Tiên cũng hát. Đã đến thời điểm bất chấp rồi, không còn sợ gì cả. Nên thể loại gì cũng chơi, chỉ có duy nhất là họ chưa thử bao giờ mà thôi. Sau thời gian ấp ủ thực hiện, Thủy Tiên vừa ra mắt album Bolero. Đây là lần đầu tiên khán giả được nghe nữ ca sĩ có phong cách sexy, quyến rũ này thể hiện dòng nhạc xưa, gắn liền với nhiều thế hệ khán giả trong một sản phẩm chính thức. Như chính giọng ca Thư Gửi Anh từng tâm sự, cô có vô số thị phi, không làm gì cũng bị nói ra nói vào. Lần này Thủy Tiên cũng không tránh khỏi nhiều lời bình luận xung quanh khả năng hát bolero của mình. Mới đây, Thủy Tiên xuất hiện trong một chương trình talk show, cô diện trang phục hồng pastel, đính đá lấp lánh trên thân áo, chân váy nhiều tầng tôn nét sang trọng, nữ ca sĩ giấc mơ tuyết trắng, thu hút ánh nhìn của khán giả. Thủy Tiên cho rằng nhân duyên của cô và cầu thủ Công Vinh đến từ sự đồng cảm mà có, bên nhau được bền lâu, êm ấm cũng nhờ thấu hiểu. Thủy Tiên chia sẻ cuộc đời là một bức tranh, có hồng có xanh thì phải có xám và tối. Tuổi thơ của cả hai đã lắm những màu đen rồi, bây giờ là lúc vẽ màu sáng cho cuộc đời của mình. Nữ ca sĩ chia sẻ, Tiên trải qua giai đoạn đi tìm chính mình, xây dựng thương hiệu cho bản thân, cũng đi hết những ngày, cày như trâu bò. Bây giờ Tiên không thiếu gì, chỉ thấy thiếu ngủ sau những năm tháng miệt mài làm việc. Tiên bây giờ không cần phải cố gắng như vậy nữa, nên sống chậm lại để có sức khỏe, để hưởng thụ những thành quả mình làm ra. Sắp xếp công việc lại cho mọi thứ nhẹ nhàng hơn và cũng đến lúc nhường sân lại cho đàn em của mình có cơ hội tỏa sáng. Tuy nhiên nhường sân không có nghĩa là từ bỏ. Là một nghệ sĩ đa tài, Thủy Tiên đâu chỉ biết hát mà còn có tài năng sáng tác. Cô lui về nhường sân cho đàn em để dành thời gian chăm sóc cho gia đình. Dành những khoảng không gian bình yên cho tâm hồn có thêm sự chiêm nghiệm để sáng tác. Đấy là cách mà Thủy Tiên duy trì niềm đam mê nghệ thuật của mình. Sau khi trải qua rất nhiều thăng trầm lắng động, giờ đây khó mà có thể nhìn thấy được một Thủy Tiên nổi loạn cá tính của ngày nào. Thủy Tiên sâu sắc và trưởng thành với những ý nghĩ rất hay và cách sống rất nhẹ nhàng. Nữ ca sĩ cho rằng không cần phải giàu có hay phải có được mọi thứ trên đời trong tay mới là hạnh phúc. Từ câu chuyện cuộc đời mình, con người hạnh phúc khi biết được điểm dừng, biết cảm thấy đủ dừng lại hưởng thụ đấy mới là hạnh phúc. Kể về câu chuyện của mình, Thủy Tiên nói, vào những ngày mới quen Công Vinh, một trong những cuộc điện thoại đầu tiên với anh hỏi Tiên ước mơ tương lai của em là gì? Tiên bảo rằng chỉ muốn có một chiếc xe hơi để đi lại không bị nắng mưa, tài khoản có 2-3 tỷ và một căn nhà có 2 phòng ngủ vậy là đủ. 5 năm sau khi Thủy Tiên có được gấp 10 lần điều mình ao ước, thì lúc này cô lại mong muốn mình phải làm việc chăm chỉ hơn nữa để có được vài trăm tỷ trong tay. Tuy nhiên Công Vinh lại nói với Thủy Tiên rằng, nếu không biết dừng lại lòng tham của mình thì sẽ không bao giờ em thấy hạnh phúc được đâu. Câu nói ấy đã khiến Thủy Tiên trầm tĩnh suy nghĩ rất nhiều. Cô nhận ra Công Vinh nói đúng, cảm thấy đã có đủ những gì mơ ước nên quyết định dừng lại, tận hưởng những gì mình đang có. Khi được hỏi việc, cả hai vợ chồng đều là những tên tuổi đỉnh cao ở hai lĩnh vực, có ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình hay không? Thủy Tiên cho biết, tôi hạnh phúc vì nhờ điều đó mà hai vợ chồng hiểu nhau, thông cảm cho nhau khá nhiều.
cả hai đều chai sạn với thị phi, cảm thấy thị phi là điều bắt buộc phải chịu đựng khi làm người của công chúng, cho nên cả hai đều cảm thấy khá bình thản với điều đó. Người tình tiết lộ lý do không cưới Phi Nhung. Nam ca sĩ Mạnh Quỳnh bất ngờ tiết lộ lý do anh và Phi Nhung chọn cách mãi mãi là tình nhân trên sân khấu, thay vì đến với nhau ở ngoài đời. Mạnh Quỳnh, Phi Nhung là những cái tên làm mưa làm gió trong làng nhạc hải ngoại những năm đầu thế kỷ 21. Nói về Phi Nhung, Mạnh Quỳnh dành cho đồng nghiệp những lời đầy trân trọng. Tôi thấy mình may mắn khi gặp được Phi Nhung. Chính cô ấy đã đưa tôi đến đỉnh cao nghề nghiệp những năm 2001 đến năm 2004. Việc hát song ca của chúng tôi đã được khán giả ủng hộ rất cuồng nhiệt. Thật không thể nói hết được những tình cảm của tôi dành cho Phi Nhung. Cô ấy không chỉ là một người bạn mà còn là một người tôi rất thương yêu và nể trọng. Đẹp đôi ăn ý là thế, nhưng hai người lại chọn cách mãi là tình nhân trên sân khấu, thay vì đến với nhau ở ngoài đời. Khi được hỏi về lý do này, Mạnh Quỳnh cười lớn. Nếu Mạnh Quỳnh cưới Phi Nhung thì chắc hai đứa diễn không còn tình tứ vậy đâu. Bản thân Phi Nhung cũng vậy. Khi diễn với tôi, cô ấy nghĩ tôi là tình nhân, bước xuống sân khấu đường ai nấy đi. Bởi vậy Phi Nhung luôn nói tôi là người yêu không bao giờ yêu và người chồng không bao giờ cưới. Ngoài đời, vợ Mạnh Quỳnh và Phi Nhung cũng biết nhau. Ba người thường hẹn hò nhau đi ăn uống hát hò. Vợ anh thông cảm cho mối quan hệ này vì biết anh và Phi Nhung thân thiết với nhau như hai người đàn ông, không có gì đi quá mối quan hệ tình bạn. Nổi đình nổi đám ở hải ngoại, nhưng đến năm 2009, Mạnh Quỳnh mới bắt đầu về Việt Nam biểu diễn cho khán giả trong nước. 8 năm trôi qua, không ít lần anh về quê bay show, nhưng chủ yếu biểu diễn tham gia ở các chương trình hai thành phố lớn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều lần khán giả các vùng gọi cho Mạnh Quỳnh, nói muốn được gặp trực tiếp, nghe anh bằng xương bằng thịt. Đó chính là lý do khiến Mạnh Quỳnh quyết định rủ Phi Nhung về Đồng Hới làm show, phục vụ người hâm mộ miền Trung. Nam ca sĩ mong muốn anh sẽ được đi khắp mọi miền đất nước để hát cho những người yêu mến mình nghe. Không chỉ có Mạnh Quỳnh, Phi Nhung, đôi mắt người xưa còn có sự góp mặt của nhiều giọng ca tên tuổi, Ngô Quốc Linh, Lưu Chí Vĩ, Quỳnh Trang, Châu Tuấn, Yến Nhi, MC Hải Ngoại, kỳ cụ Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ tung hứng cùng ông trùm người phán sự Phan Quân để cùng các giọng ca mang đến sự hấp dẫn cho chương trình. Ngay sau đêm diễn tại Đông Hà, Quảng Trị, cặp đôi sẽ đưa live show về thành phố Đồng Hới vào ngày 4 tháng 11.